Xin chào các anh chị và các bạn. Tôi, Nguyễn Văn Nhung, thiết thực, tử tế. Trong thời gian làm việc và cống hiến với ngành bảo hiểm, tôi đã liên tục đạt được những thành tựu nhất định, đã giúp cho hàng trăm khách hàng, cá nhân, doanh nghiệp sở hữu những giải pháp tài chính toàn diện, ưu việt, làm cho khách hàng vô cùng hài lòng. Tôi tin rằng mình luôn đủ trình độ, tâm huyết để giúp cho quý khách hàng có những giải pháp tài chính một cách tối ưu nhất trong các lĩnh vực như đối với cá nhân. Nếu các anh chị và các bạn là những người trụ cột trong gia đình thì tôi sẽ giúp xây dựng một lá chắn tài chính vững chắc cho hiện tại và tương lai của gia đình. Nếu các anh chị và các bạn đang có con nhỏ và mong muốn cho con trẻ của mình hoàn thành con đường học vấn, có thể là đại học trong nước hoặc là du học quốc tế, để trở thành những con người có ích cho xã hội, đóng góp vào sự hưng thịnh của đất nước, thì tôi sẽ giúp cho các anh chị và các bạn có một bản kế hoạch chi tiết đầy đủ nhất để hiện thực điều đó. Nếu các anh chị và các bạn đang có một hoặc nhiều tài sản đang thế chấp ở ngân hàng thì tôi sẽ đảm bảo tài sản đó không bao giờ bị ngân hàng phạt mãi, không bao giờ bị mất đi, bởi tài sản phải là cha truyền, con nối, nhất quyết không được để rơi vào tay ngân hàng. Đối với doanh nghiệp, tôi sẽ giúp chủ doanh nghiệp giữ chân được nhân tài, nhân sự chủ chốt để doanh nghiệp phát triển bền vững theo thời gian, không bị chảy máu chất xám. Đồng thời, tôi sẽ giúp vẹn toàn vốn góp cổ đông nếu doanh nghiệp có nhiều cổ đông cùng nhau xây dựng kinh doanh. Đối với đại gia, tôi sẽ giúp tên tuổi của quý vị đại gia được lưu danh muôn đời, giúp cho tên tuổi của quý vị sống mãi với thời gian, với một chiến lược hoàn hảo, vô cùng dễ triển khai, chi phí hợp lý. Bởi vì sinh, lão, bệnh, tử ai cũng phải trải qua, chỉ những gì để lại cho đời mới là đáng kể và đáng nể. Nếu các anh chị và các bạn có một trong những nhu cầu nêu trên thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Tôi và đội ngũ luôn sẵn sàng hết mình vì quý khách hàng. Chúng tôi sẽ giúp bạn chi phí tối thiểu, mang lại lợi ích tối đa. Tôi, Nguyễn Văn Nhung, thiết thực, tử tế.